Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Đặng Thị Lư mắc thoái hóa khớp gối và hội chứng thắt lưng hông. Hội chứng thắt lưng hông được hiểu là tình trạng thoát vị đĩa đệm tại vùng thắt lưng hoặc thoái hóa cột sống, khiến cho các rễ thần kinh tủy sống L1 đến L5 bị chèn ép. Nói cách khác, bệnh là sự kết hợp của hai hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh hông to. Người bệnh sẽ có những dấu hiệu sau đây: xuất hiện những cơn đau vùng thắt lưng lan xuống hông, cảm thấy mỏi mông, các cơn đau âm ỉ kéo dài trong nhiều ngày, khi cử động đột ngột hoặc vận động có cảm giác đau nhói, gặp khó khăn khi thực hiện các tư thế cúi người, xoay người khi ngồi làm việc, cảm thấy bị mỏi rã rời. Một số người còn bị gù lưng do biến chứng vẹo cột sống. Nguyên nhân gây hội chứng thắt lưng hông là gì? Có thể nói nguyên nhân của hội chứng thắt lưng hông rất phức tạp và đa dạng, do bệnh là sự kết hợp của cả thoát vị đĩa đệm và rễ thần kinh hông to, nên nguyên nhân gây bệnh cũng khá tương đồng với hai bệnh lý trên. Thoát vị đĩa đệm tại vị trí L4 L5 khiến cho vị trí của đĩa đệm bị trượt ra ngoài. Khi người bệnh vận động, hai đĩa đệm này cọ vào nhau tạo nên cảm giác đau đớn. Do thói quen sinh hoạt hàng ngày, người bệnh thường xuyên ngồi hoặc đứng làm việc nhiều giờ mà không được nghỉ ngơi, thư giãn, đổi tư thế, tạo nên áp lực lớn vào đĩa đệm hoặc cột sống, gây tổn thương chúng. Do thói quen tập luyện, thể dục thể thao quá sức, bê vác vật nặng hoặc thực hiện động tác sai tư thế, dẫn đến tổn thương vùng cơ lưng, dây chằng, xương khớp tại vị trí thắt lưng hông. Bên cạnh đó, cũng không ít người bị mắc hội chứng do thoái hóa đốt sống lưng hoặc do bẩm sinh. Đau đầu gối là triệu chứng thường gặp nhất và cũng là triệu chứng đầu tiên nhất, dai dẳng nhất của bệnh thoái hóa khớp gối. Đau xuất hiện sau vận động mạnh, sau khi thay đổi thời tiết. Người bệnh có thể đau từng đợt hay liên tục, dai dẳng với cường độ thay đổi. Ngoài đau đầu gối, còn nhiều triệu chứng khác như cứng khớp buổi sáng, sau khi ngủ dậy, khớp gối cứng đờ khó cử động hoặc có cảm giác có vật lạ làm vướng và dính trong khớp, sau một thời gian mới dễ vận động, tiếng lắc rắc khi cử động khớp gối. Ở giai đoạn muộn hơn thì đau liên tục, cường độ tăng lên, khớp gối sưng nóng đỏ và có thể nặng nề hơn là biến dạng, vẹo trục khớp gối, giảm khả năng vận động của người bệnh. Thưa quý vị, đây là căn bệnh thường gặp, nhưng không phải ai cũng biết điều trị đúng cách và hiệu quả. Thông thường, người bệnh hay tìm đến thuốc tây như là biện pháp đầu tiên mà không biết rằng việc sử dụng thuốc tây lâu dài sẽ dẫn đến những biến chứng như suy gan, suy thận. Phương pháp cấy chỉ là một trong những phương pháp hàng đầu hiện nay. Đây là phương pháp lành tính, an toàn, không để lại biến chứng, đã và đang được các bệnh nhân hết sức tin tưởng điều trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.